Em chào tất cả các bác ạ. Bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Ở nhà em lại tiếp tục về ben bao các bạn. Đây là ben bao 10 cân ạ. Một bao như thế này thì hiện tại thì nhà em đang bán là 470.000 một bao. Các bác lấy nửa bao là 240 ạ, nửa bao 5 cân là 240. Đấy, ngoài ben bao ra thì ben hộp em vẫn có các bác nhé. Ben hộp thì nhà em vẫn bán là 55.000 một hộp. Nhưng mà so với cái chất lượng của nó ấy, thì em thấy là nó giống nhau các bạn đây. Ben bao đây các bạn. Nhưng mà bón nhiều thì các bác có thể chọn ben bao này thì nó sẽ giá cả nó sẽ phải chăng hơn. Còn nếu mà các bác dùng ít thì cũng có thể là chọn ben hộp được. Hữu cơ thì em có ben với cả phân chuồn quế các bác nhé. Chuồn quế nhà em có loại 40.000 ép ben to. Mật ong khoái thì nhà em vẫn có các bác ạ. Đây hàng cái này thì em lọc rồi ạ. Cái này hiện tại em đang bán là 320.000 một cân. Một cân thì nó cũng chưa được 1 lít đâu các bác ạ. Hoặc là các bác có thể lấy hàng nguyên tổ các bác nhé. Nguyên tổ thì em bán là 270.000 một cân. Người nguyên tổ cũng được mà các bác lấy cả lấy cái lọc rồi cũng được các bác. Nếu mà các bác lấy nguyên tổ thì mình cũng có thể làm. Các bác lấy nguyên tổ ấy, thì về các bác cũng có thể lọc ra xong thì tổ của nó thì mình có thể nấu sáp được. Sáp thì nó cũng có nhiều tác dụng lắm các bạn. Ví dụ như em thấy cái tác dụng rõ ràng nhất là làm bánh dày các bạn. Các bác làm bánh dày mà không có sáp ong thì rất là khó nặn nó luôn ấy, nó dính lắm, nó dính tay lắm, nhưng mà chỉ cần có một tí sáp ong thôi rất là tuyệt vời luôn ấy. Còn chậu thì nhà em vẫn có các bác nhé, chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng thì nhà em vẫn có đầy đủ ạ. Mẫu chậu sen thì nhà em sẽ có phi 20, 25 và 30, giá là 10.000, 13.000 và 21.000 một cái. Mẫu chậu sen. Mỗi chậu bí thì sẽ có phi 20, 25, 30, 35 ạ. Chậu bí thì có thêm 35. Chậu bí nhà em có bán là 10.000, 12.000, 16.000 và 27.000. Phi 35 là 27.000 các bạn. Còn mẫu chậu nan thẳng thì sẽ có 20, 25, 30 và 35. Đây mẫu chậu nan thẳng đây. Mẫu chậu nan thẳng nhà em thì cũng là nhựa HD các bạn. Cũng là nhựa HD nhưng mà là mà nan nó thẳng và cũng có kèm nan phụ này. Chậu bí thì không có kèm nan phụ, còn chậu sen thì có các bác nhé. Hiện tại thì em đang bán chậu nan thẳng thì có giá là 6.000 phi 20 ạ. Phi 25 là 7.500 ạ, phi 30 là 11.000, còn phi 35 là 17.000 một cái. Đấy là mỗi chậu nan thẳng. Đây là mẫu chậu E, nhà em có E300 và E330. E300 thì hiện tại em đang bán là 9.000 một cái. Còn E330 thì em đang bán là 12.000 một cái. Đấy, còn mẫu chậu đen kiểu này thì nhà em sẽ có phi 25 và phi 28 thì nó sẽ là mẫu chậu kiểu này này. Cái này các bác có thể trồng lan kiếm hoặc trồng những cái dòng lan khác đều được. Chậu này hiện tại thì em đang bán phi 25 là 10.000 ạ. Phi 28 là 13.000. Còn lưới thì nhà em sẽ có lưới đài, lưới Nhật các bác nhé. Lưới đài đấy ạ, lưới đài dệt kim có khổ 2m 28.000, 3m là 40.000, 4m là 55.000, có màu xanh và màu đen. Còn lưới Nhật thì có lưới Nhật bãi, có loại 160 và loại 88. Loại hàng loại lưới Nhật thì khổ của nó là rộng 1m8, dài 5m1 các bạn. Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các loại các bác nhé. Các bác cần loại nào thì các bác liên hệ em. Em gửi các bác ạ. Vâng, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Em chào tất cả các bác.